số mệnh, tình bạn, phản bội, sống lại, ta không quản được, ta chỉ muốn đơn giản sống sót, ta muốn tu tiên, thật lâu thật lâu thật vui vẻ sống sót, chính mình luyện luyện, đủ loại loại. Thế nhưng, các lộ đại lão đuổi theo đút cơn. Chương 1 Bị ám toán Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Vì chính mình mà sống bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Ngọc Bội Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Hoa Sen Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Tiểu Nhị bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Niết bàn trải qua Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Tu luyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Đấy đầm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 9 Ngài thôn trưởng là đại lão Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Nửa đêm cùng hoang Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét